nay mình giới thiệu, mình sẽ review cho các bạn về một cái sản phẩm khá là tiện lợi và để mình có thể đem theo và sử dụng hàng ngày, rất là tiện khi mình mà đem theo. Bởi vì kích thước nhỏ gọn của nó, thì đó là chiếc bình silicon như thế này. Chiếc bình đựng nước này nó được làm bằng là silicon hoàn toàn luôn, do đó nên mình sẽ yên tâm trong việc mà mình chứa nước, bởi vì nó là đạt tiêu chuẩn là PPA free và dung tích của nó là 500 ml, nên bởi vì đây là silicon được phép sử dụng trong thực phẩm, do đó nên khi mà mình đựng nước sẽ không gây ra cái hiện tượng những chất độc hóa học như là các bình nhựa khác, và nó sẽ an toàn hơn cho sức khỏe của mình. Và các bạn tự hỏi đó là chiếc bình nhỏ như thế này mà dung tích của nó đến tận nửa lít là 500 ml, có đúng hay không? Thì các bạn không tịch nghe nhầm đâu, bởi vì đây là một cái bình nó có khả năng gấp gọn lại, khi mà mình kéo ra thì nó sẽ thành một cái bình cao như thế này, và dung tích thể tích chứa nước của nó sẽ là 500 ml, tức là nửa lít nước đó. Cái bình này thì mình có thể dặn dịu hỏi thoải mái luôn, mà mình sẽ không lo nó bị đứt hoặc là bị gãy hoặc là gì hết. Khi mà mình không xài nữa thì mình có thể gấp gọn lại như thế này, thì nó sẽ kích thước nó sẽ như đây thôi, nó sẽ rất là thuận tiện trong việc cất giữ hoặc là đem theo. Đây là nắp của nó. Bởi vì đây là cái bình làm bằng silicon chứ không phải là bằng cao su, do đó nên nó sẽ không có cái mùi khó chịu như những loại bình cao su khác hoặc là bình nhựa. Thì cái này làm từ silicon nên nó sẽ không có những cái mùi đó. Về thiết kế thì nó sẽ thiết kế cái hình như thế này, và nó sẽ có những cái vân vân này để cho mình dễ dàng cầm nắm, và cũng như là mình sẽ gấp gọn lại được đó. Khi mà mình xài mình sẽ kéo ra. Đây là cái nắp của nó. Nắp của nó thì sẽ là bằng nhựa cứng. Nắp của nó sẽ là bằng nhựa PP. Và cái nắp đậy của nó sẽ vặn được luôn. Khi mà mình đậy nắp lại á, mình sẽ vặn thì sẽ không bao giờ lo có một giọt nước nào nó rỉ ra hết, bởi vì nó rất là chắc chắn. Một lát nữa mình sẽ thử cho các bạn xem. Đó, mình mở thì mình sẽ dặn ngược chiều kim đồng hồ ra, và mình sẽ mở và sẽ uống nước như thế này. Đây là khi mà mình đóng lại. Điểm hay một cái là mình có thể tháo luôn cái nắp này ra luôn. Đó, đây là toàn bộ là làm bằng silicon như thế này. Đây là cái phần nắp vặn, mình có thể tháo ra để mình vệ sinh rất là dễ dàng. Khi mà mình gắn vô thì mình chỉ việc bóp nó lại, và mình sẽ nhét nó vô, và nó sẽ vô trong khớp liền. Bên cạnh đó thì nó sẽ thiết kế cho mình thêm một cái móc khóa chỗ này, để mình có thể móc chai nước vào trong cặp, trong ba lô, hoặc là móc lên trên xe, hoặc là đơn giản là mình có thể xách như thế này, cũng khá là tiện lợi. Bởi vì nó cái bình này nó không có hoài, nên nó sẽ thiết kế cái này để thay thế hoài của cái bình. Sau đây mình sẽ đóng nắp lại. Đó, sở dĩ mình nói là các bạn sử dụng cái bình này á, nó tiện lợi mà không giờ lo rỉ một giọt nước nào. Bởi vì khi mà mình đóng ba lại, mình đóng ba lại như thế này. Đây, các bạn có thể thấy là trong cái bình này nó có không khí, dù mình bóp cỡ nào nó cũng không có xì hơi ra, cho đó nên nó sẽ không có rò rỉ nước ra bên ngoài. Thì nếu mà cái bình này á,
hỏi về nó có nhược điểm hay không á, thì thật ra thì nó có. Và cái nhược điểm lớn nhất của nó đó là về cái khả năng thoát nhiệt của nó rất là nhanh. Chẳng hạn khi mà mình bỏ đầy cái bình nước này bằng nước đá sau khoảng một thời gian ngắn thôi thì nó sẽ tan ra hoàn toàn và nó sẽ đọng lại hơi sương hơi nước trên cái thân mình rất là nhiều. Sở dĩ vì sao lại như vậy, bởi vì đây là silicon nên nó sẽ hấp thụ nhiệt. Chẳng hạn như những ngày trời nóng á thì cầm vô cái bình này nó sẽ nóng, nó sẽ hấp thụ nhiệt rất là nhiều hơn so với cái bình nhựa. Và cái nhược điểm thứ hai nữa thì đó là cái bình này khá là khó đứng. Khi mà mình đựng nước đầy bình như thế này, chẳng hạn khi mà mình ngọt ra thì nó sẽ tự động nó ngã chứ nó không thể nào mà đứng vững được. Còn nếu mà mình để như vậy thì nó sẽ đứng vững được. Còn khi mà mình uống một phần nước trong đây á thì nó sẽ bị thiếu nước ở trong cái bình, nó sẽ bị chồng chành và nó sẽ rất là dễ ngã. Nhưng mà như vậy cũng không có gì đáng lo, bởi vì mình đã khóa van lại rồi và mình sẽ không sợ nó bị rỉ nước ra bên ngoài hoặc là bị đổ nước, cũng khá là tiện lợi. Ngoài hai cái nhược điểm đó là khó đứng vững cũng như là nó sẽ mau thoát nhiệt ra, thì thật sự mình thấy cái bình này nó sẽ rất là đáng mua và đáng sử dụng, bởi vì cái khối lượng của nó cũng khá là nhẹ, mình có thể gấp gọn lại khi không sử dụng. Và mỗi khi mà mình buồn hoặc gì đó thì mình có thể bóp mở ra, gấp vào và mở ra như thế này cũng là một cách thư giãn. Và mình sẽ đẩy qua lại đó, rất là tiện lợi. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình, và nếu mà các bạn thấy thích thì nhớ bấm like và nhớ đăng ký kênh giúp mình nhé.